Rồi chào các em nhá. Thì hôm nay thầy sẽ chưa đề cương cuối kỳ cho các em, cuối kỳ 1. Thì cố gắng thầy sẽ soạn hết các dạng bài tập để các em tự tin nhất trong khi đi thi. Cái đề cương này nó sẽ đủ 3 mức độ biết. Đây, biết là mức độ dễ nhất, rồi đến mức độ hiểu, mức độ khó một tí. Rồi cuối cùng là mức độ vận dụng, những câu điểm 9 điểm 10. Đúng không? Đây, mức độ vận dụng đây. Thì các bạn không nên đặt mục tiêu là mình phải được 9 được 10, mình phải làm hết các bài tập vận dụng cao, vận dụng thấp để làm gì cả. Chả để làm gì đâu các em ạ. Các em hãy đặt mục tiêu là những câu ở mức độ biết và mức độ hiểu. Các em phải làm thật chắc, thật đúng và không được sai những câu ở mức độ này. Thế là được nhá. Thế là điểm đã cao rồi. Còn mức độ vận dụng làm được thì tốt, không làm được thì thôi, không sao cả. Được chưa? Rồi. Cùng đi vào đề cương nhá, chơi luôn này. Câu 1, phản ứng đạt trạng thái cân bằng khi khi làm sao? Khi tốc độ phản ứng thuận bằng với tốc độ phản ứng nghịch, đúng không? Thì lúc đó phản ứng sẽ đạt trạng thái cân bằng. À. Câu 2 này. Trong quy trình sản xuất H2SO4 có giai đoạn dùng H2SO4 98% hấp thụ SO3 thu được oleum. Sulfur trioxide được tạo thành bằng cách oxy hóa sulfur dioxide bằng oxygen hoặc lượng dư số tác là... rồi người ta trong quá trình người ta gì đây, cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi A này tăng nhiệt độ phản ứng. Thì đây các em nhìn cái delta H này nó nhỏ hơn không đúng không, thì nó tỏa nhiệt, tỏa khi tăng nhiệt độ. Thì nếu mà phản ứng đang là tỏa nhiệt thì tăng nhiệt độ nó sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch, đúng không? Nghịch. Tăng nồng độ SO2 đấy, nếu mà tăng nồng độ của các chất ban đầu SO2 cũng được và tăng nồng độ O2 cũng được, nó đều chuyển dịch theo chiều thuận các em nhé, thuận đấy. Tăng nồng độ O2 vừa nói xong, thuận dùng dung dịch H2SO4 98% để hấp thụ SO3 sinh ra, có nghĩa là dùng cái H2SO4 để lấy bớt cái thằng SO3 sinh ra, có nghĩa là nồng độ SO3 nó sẽ giảm đi đúng không? Nồng độ SO3 giảm đi thì cân bằng cũng chuyển dịch theo chiều thuận. Được chưa? Mấy cái chuyển dịch này thì các em nên xem lại cái bài cân bằng hóa học của thầy nhé. Các bài giảng thầy giảng rất chi tiết trên YouTube rồi. Các bạn chỉ dành ra khoảng 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 1 tiếng thôi, 1 tiếng thôi trong một buổi buổi tối chẳng hạn. Đấy, các bạn ngồi xem lại là xong. Nó không có gì cả, dễ thôi các em. Mỗi bài lý thuyết thầy đều gắn 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 bài tập vào cùng. Nên là các em có thể làm luôn bài tập thực hành luôn khi xem lý thuyết. Đấy. Rồi, câu 3 này. Cho các chất, đấy người ta cho các chất sau. Trong các chất trên có bao nhiêu chất tạo thành dung dịch dẫn điện? Thì dung dịch dẫn điện nó gồm hay gọi chất điện ly đấy, chất điện ly bao gồm là axit, bay và muối, đúng không? Chất điện ly gồm 3 thằng này. Chất điện ly là chất dẫn điện thôi. Người ta ở trong các chất trên có bao nhiêu chất tạo thành dung dịch dẫn điện? Thì thằng cao H được đúng không? Thằng này được vì nó là bay, nó điện ly mà nó dẫn được điện. Thằng này axit, thằng này muối, thằng này cũng là muối. Gluco không được, thằng này không phải thuộc nhóm này. Methanol cũng không được, đúng không? Glycerol không được, thằng này được, thằng này là muối cái mà muối. Cái thằng KAL SO4 hai lần ngậm 12 nước này nó chính là phèn chua các em nhé, phèn chua, nó là hỗn hợp của hai muối các em ạ, K2SO4 với cả muối AL2SO4 ba lần ngậm 24 nước. Đấy. Có thể viết kiểu nào cũng được nhá, viết theo kiểu số 1 này cũng được hoặc viết theo kiểu số 2 này cũng được các em nhá. Nó đều là phèn chua thôi. Đấy, thì phèn chua là hỗn hợp của hai muối. Đây, muối thứ nhất đây, muối thứ nhất và muối thứ hai. Như vậy nó dẫn điện được, đúng không? Nó tan trong nước thì nó dẫn điện được. Rồi. Câu 4 này, viết phương trình điện ly.
Thì trước tiên để biết được phương trình điện ly thì việc đầu tiên chúng ta phải xác định xem nó là chất điện ly mạnh hay là chất điện ly yếu. Đúng không? Chất điện ly mạnh. Chất điện ly mạnh gồm các axit mạnh, bay mạnh và hầu hết các muối, hầu hết muối. Người ta không nói gì thì các em cứ coi như là muối là chất điện ly mạnh, hầu hết muối. Đúng không? Thế còn yếu thì sao? Chất điện ly yếu. Ngược lại thôi, nó là axit yếu. Bay yếu. Đúng không? Rồi. Thế vấn đề nó xuất phát từ đây này. Nhiều bạn hỏi thầy à, thế làm sao để phân biệt được chất nào là chất điện ly mạnh, chất nào là chất điện ly yếu? Làm sao để biết được nó là axit mạnh hay axit yếu? Thì nó rất đơn giản thôi các em ạ. Nó có một cái mẹo nhớ đấy. Axit mạnh nhá, axit mạnh là mấy thằng thường gặp đấy thôi. HCl này, HNO3, H2SO4, HClO4. Đấy, thường gặp 4 thằng này. Trong chương trình 4 thằng này sẽ là 4 thằng axit mạnh. Tất nhiên nó còn rất nhiều nhá, còn nhiều lắm các em ạ. Nhưng mà trong chương trình phổ thông thì các em chỉ cần nhớ 4 thằng này là thằng axit mạnh thôi. Còn axit yếu thì còn lại. Đấy, còn lại. Thường là thế các em nhá. Đấy là mẹo nhớ của mình nhá. Chứ không phải là chỉ có 4 thằng này là axit mạnh đâu, còn nữa cơ. Nhưng mà 4 thằng này là 4 thằng hay gặp thì các em chỉ nhớ 4 thằng này thôi nhá. Rồi, còn bay mạnh thì sao? Bay mạnh là cũng 4 thằng hay gặp. NaOH CaOH BeOH2 CeOH2. Đấy. 4 thằng hay gặp vậy thôi. Còn bay yếu là những thằng còn lại. Tất nhiên là bay mạnh vẫn còn nhé các em nhá. Bay mạnh vẫn còn đấy. Nhưng mà ở đây mình chỉ quan tâm đến 4 thằng này thôi. Được chưa? Mình chỉ cần nhớ 4 thằng này thôi. Rồi, muối thì không có gì cả. Đấy, các em ghi cái này vào đi nhá. Các em ghi cái này vào đi. Rồi, thầy xóa nhá. Thầy xóa nhá. Xóa này. Đầu tiên, HCO3 thằng này muối thì đương nhiên là chất điện ly mạnh rồi. HCl vừa nói xong, axit mạnh đúng không? Axit mạnh. Thằng này là muối, đương nhiên là chất điện ly mạnh rồi. Thằng này cũng là muối, đương nhiên cũng là chất điện ly mạnh. HNO2. Đấy, thầy vừa nói xong, thằng HNO2 này, thằng này là axit yếu nhá các em nhá. Đúng không? Rồi, viết thôi. NaHCO3 là Na cộng cộng với HCO3 trừ. Đấy. Tiếp này, HCl thành H cộng cộng với cả Cl trừ. NH4 hai lần SO4 điện ly thành NH4 cộng cộng với cả SO4 2 trừ cân bằng FeNO3 hai lần, ba lần thành sắt 3 cộng với cả 3 NO3 trừ. Đúng không? HNO2 thành H cộng cộng với cả NO2 trừ. Tuy nhiên nó phải thêm mũi tên hai chiều nữa, mũi tên nghịch nữa, vì nó là chất ly yếu mà. Đó, axit yếu, chất ly yếu. Đấy, thế thôi. Được chưa? Câu 5 này, một dung dịch có pH bằng 11,7, nồng độ của thằng H cộng trong dung dịch. Thì pH bằng 17 thì H cộng nó sẽ bằng 10 mũ trừ pH các em nhé. Công thức đấy, thay vào bằng 10 mũ trừ 11,7. Bấm ra thôi. 10 mũ trừ 11,7 là bao nhiêu đây? 10 mũ trừ 11,7. Nó là 1,99 nhân 10 mũ trừ 12. Thì là D rồi. Được chưa? Khí nào phổ biến nhất trong khí quyển trái đất? Đương nhiên là nitrogen N2 đấy. Thằng này nó chiếm 78% về thể tích nhé các em nhé. Chiếm 78% về thể tích. Rồi. Số xóa thấp nhất của nitrogen đương nhiên âm 3 rồi, trong NH3 đấy. Đúng không? Kim loại nào sau đây không tác dụng với nitric acid? Cái thằng nitric acid HNO3 này là một acid rất mạnh, có tính ô xóa rất mạnh. Nó phản ứng với hầu hết các kim loại trừ
vàng và platinum. D. Cho các nhận định sau về tính chất hóa học của nitric acid. Một là có tính acid mạnh, chuẩn luôn. Có tính acid yếu, sai. Oxy hóa mạnh, đúng. Khử mạnh, sai. B. 10. Hiện tượng phú dưỡng là một biểu hiện của môi trường ao hồ bị ô nhiễm do hàm lượng dư thừa các chất dinh dưỡng. Thì người ta hỏi sự dư thừa các chất dinh dưỡng chủ yếu các ion nào sau đây vượt quá mức cho phép? Nitrate và phosphate. Đúng không? Đây là NO3 trừ và PO4 3 trừ thôi. Đúng không? Dinh dưỡng, phú dưỡng là cái thầy giảng lý thuyết rồi, phú dưỡng là hiện tượng mà ao hồ nó quá nhiều quá nhiều nguyên tố dinh dưỡng N và P, đúng không? N là đạm đấy anh em, đạm. P là lần. Đấy. Cái này trong phân bón vô cơ phần chuyên đề thầy đã dạy rồi các em nhá. Bạn nào mà chưa học chuyên đề hoặc là bạn nào chưa xem thì có thể lên xem. Thầy đăng rồi đấy, thầy đăng lên YouTube rồi đấy. Câu 11 này, sulfur được dân gian sử dụng để pha chế vào thuốc trị các bệnh ngoài da, tên gọi của dân gian sulfur. Sulfur này nó chỉ là lưu huỳnh thôi các em, lưu huỳnh. Mà thầy chả hiểu tại sao chương trình mới cái thằng sulfur này sao không gọi là lưu huỳnh đi nhỉ? Vì bình thường trong cuộc sống người ta gọi nó là lưu huỳnh mà. Biết là đành rằng là chương trình mới để hội nhập với quốc tế, nhưng mà rõ ràng mấy cái này thì nói diêm sinh các em nhé, hơi lan man, nói diêm sinh. Rõ ràng là mấy cái này nó phổ biến trong đời sống thì sao mình không gọi tên bình thường đi, đúng không? Chả hiểu. 12 này, ở điều kiện thường, sulfur tồn tại ở dạng tinh thể được tạo từ các phân tử sulfur, được tạo lên từ các phân tử sulfur. Số nguyên tử sulfur trong một phân tử nó S8 thôi, đúng không? Trong lý thuyết thầy dạy rồi nhá, S8. Có nghĩa là 8 nguyên tử lưu huỳnh liên kết với nhau để tạo thành thằng sulfur. Tuy nhiên thì trong bài tập chúng ta thường viết lưu huỳnh cộng với cả các chất thôi. Chứ còn chuẩn nhá, chuẩn là phải viết S8. Chuẩn là phải viết S8. Nhưng mà thôi, không cần, cái đấy không cần, chỉ viết S thôi. Sulfuric acid đặc được đựng trong chai thủy tinh thường bán trên thị trường nó 98% thôi. H2SO4 đặc bán trên thị trường nó 98% các em nhé. Các em có thể đến các cửa hàng hóa chất hỏi người ta, hỏi mua cái chai H2SO4 đặc. Đương nhiên là học sinh đi mua người ta sẽ không bán đâu, thầy chỉ nói thế thôi nhá. 14 này. Oxide của X là chất khí mùi hắc độc gây ho, viêm đường hô hấp. Trong công nghiệp, X được dùng làm tẩy trắng bột gỗ, nó SO2. Trong công nghiệp, quặng pyrit sắt FeS2 được dùng làm nguyên liệu để thằng này được dùng để sản xuất H2SO4 các em ạ. Trong lý thuyết thầy dạy rồi, trong bài H2SO4 ấy, người ta điều chế H2SO4 từ lưu huỳnh hoặc là từ FeS2. Đấy, người ta đốt cháy hai thằng này để sinh ra, đốt cháy một trong hai thằng để sinh ra SO2. Từ SO2 chuyển thành SO3. SO3 chuyển thành oleum. Rồi từ oleum chuyển thành H2SO4 đặc. Đấy. Đấy là quy trình nhá. 16 này, hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon đấy. Đọc nữa làm cái gì? Đã nhắc đến là hợp chất hữu cơ thì người ta phải nhắc đến thằng carbon đấy, C. Trong hợp chất hữu cơ bắt buộc phải có C. 17. Xét phản ứng quang hợp CO2 cộng nước. Người ta hỏi chất nào trong phản ứng này thuộc hợp chất hữu cơ. Thằng này là vô cơ này. Vô cơ, hữu cơ, vô cơ, đúng không? C. Mấy cái này thầy giảng rất kỹ trong lý thuyết nhá. Các em không hiểu thì các em phải xem lại lý thuyết đi. Chứ bây giờ mà thầy ngồi giảng lại cái này thì có mà đến sáng mai không chữa xong cái đề cương này. Hydrocarbon là loại hợp chất hữu cơ mà thành phần phân tử. Hydrocarbon, nghe cái tên chúng ta đã biết được luôn đúng không? Hydrocarbon thì nó chỉ chứa H và C thôi, đúng không? Chưng cất là phương pháp tách chất dựa vào sự khác nhau về tính chất vật lý ở một áp suất nhất định
đóng ngoặc nào sau đây của góc nở. Trưng cất thì dựa vào sự khác nhau về nhiệt độ sôi thôi, đúng không? Trong bài học thầy lấy ví dụ về rượu, rượu vào nước, đúng không? Rượu vào nước. Chiết, chiết là phương pháp dùng một dung môi thích hợp hóa tan các chất cần tách chuyển sang pha lỏng, gọi là chiết, và là tách lấy dịch chiết giải phóng dung môi, thu được thu được cái gì? Thu được cái chất cần tách chứ thu được cái gì, đúng không? Trong các yếu tố sau, thành phần nguyên tố, số lượng mỗi nguyên, số lượng nguyên tử nguyên tố, thứ tự liên kết của các nguyên tử trong phân tử thì tính chất là đương nhiên là phụ thuộc vào tất cả các em ạ. Trong phần lý thuyết thầy dạy rồi, tại sao lại dựa vào thành phần nguyên tố? Ví dụ nhá, thầy giải thích kỹ chỗ này này. Ví dụ một chất nó chỉ có C và H thôi, rõ ràng là tính chất của nó hoàn toàn khác với cả một thằng có C, H và O. Đấy, thành phần nguyên tố khác nhau thì tính chất khác nhau về cả vật lý và tính chất hóa học nhé. Đấy, như vậy thành phần nguyên tố khác nhau thì tính chất khác nhau, số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố đương nhiên là phải khác nhau, đúng không? Ví dụ một thằng CH4, một thằng C10, C5H12. Đấy, thầy lấy ví dụ thế này thôi. Có thể bạn nào chưa học đến chỗ này thì cũng chưa cần quan tâm vội. Rõ ràng thằng này chỉ có 1C thôi này, 4H, thằng này có 5C12H. Tính chất vật lý của nó khác nhau các em nhá, và tính chất hóa học nó cũng khác nhau một phần, đúng không? Như vậy số lượng nguyên tử cũng quyết định tính chất của hợp chất hữu cơ. Cuối cùng là cái thứ tự liên kết. Thứ tự liên kết này cũng rất quan trọng. Ví dụ thầy có một thứ tự liên kết là C, C, O. Nhưng thầy thay đổi thứ tự là C, O, C. Hai chất này khác nhau hoàn toàn. CH3. Thầy điền H vào nhé. Đấy. Hai chất này khác nhau hoàn toàn. Thằng này là rượu uống. Rượu có thể uống được. Rượu uống hàng ngày đấy các em. Ông cha chúng ta uống hàng ngày đấy. Còn thằng này nhá, uống vào là chết luôn. Đọc. Đúng không? Tính chất khác nhau hoàn toàn. Vậy đáp án là D thôi. Câu 21. Công thức phân tử cho biết thông tin nào sau đây về phân tử chất hữu cơ? Công thức phân tử cho biết cái gì đây? Cho biết là thành phần nguyên tố và số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố các em nhé. 22. Công thức tính pH. Ui, quá đơn giản. Cái này thầy viết nhầm số 1 đấy. Nó phải chữ L nhé các em nhé. Trừ lốc. Trong những cơn mưa rông kèm sấm sét, nitrogen kết hợp trực tiếp với cái gì đấy? Cái này bị thiếu. Bị thiếu các em ạ. Thầy viết thiếu. Nitrogen kết hợp trực tiếp với O2 trong không khí để tạo thành. Đấy. Thầy copy nó bị thiếu các em ạ. Tạo thành NO thôi. Theo thuyết Brønsted Norrie, acid là chất gì đây? Một chất cho đi hoặc là nhường đi H cộng, đúng không? Phân tử nitrogen có cấu tạo, ui giời, quá đơn giản, liên kết 3. Trong y học, vì sao nitrogen được dùng để bảo quản mẫu vật? Vì sao nhỉ? Vì nó hóa lỏng cho nhiệt độ thấp, đúng không? Nó tạo môi trường trơ nữa, đúng nhỉ? Để bảo quản mẫu vật này. Đoạn D. Quan trọng nhất là nó hóa lỏng ở nhiệt độ thấp. Đấy, cái này là quan trọng nhất thì mới bảo quản được. Rồi, xong mức độ biết rồi đấy, mức độ hiểu đây. Mức độ hiểu thì hơi khó một tí, nhưng vẫn là dễ. Cho các phản ứng sau, đấy người ta cho 5 phản ứng. Xác định phản ứng tỏa nhiệt. Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng có delta H nhỏ hơn không? Đúng không? Dầu nó bị âm đấy. Thì đây, tỏa nhiệt này, hết. Khi tăng nhiệt độ, xác định số phản ứng chuyển dịch theo chiều thuận. Tăng nhiệt độ mà phản ứng chuyển dịch theo chiều thuận thì phản ứng đấy sẽ là phản ứng thu nhiệt. Rồi, phản ứng số 4, số 5. Được chưa? 4, 5 thu nhiệt. Khi tăng áp suất, xác định số phản ứng chuyển dịch theo chiều thuận. Áp suất thì nó phụ thuộc vào hệ số các em nhé. Hệ số của chất khí. Áp suất.
phụ thuộc vào hệ số của chất khí và lỏng. Đúng không? Thì khi mà tăng áp suất, người ta yêu cầu gì đây? Người ta yêu cầu gì? Chiếu thuận à? Tăng áp suất, tăng P mà nó chỉ theo chiều thuận, thì chứng tỏ là hệ số giảm theo chiều thuận. Đấy, cái này thầy dạy rồi nhá. Bạn nào mà chưa nắm được thì phải xem lại lý thuyết nhá. Rồi, hệ số giảm đi. Ở đây này, thằng này hệ số 2 này, hệ số 1 này, bên này là hệ số 3. 2 cộng 1 là 3 đấy, bên này hệ số 2 đấy. Từ trái sang phải là chiều thuận, hệ số giảm đúng không? Như vậy khi tăng áp suất, phương trình 1 này nó sẽ chuyển dịch theo chiều thuận 1. 2 được không? 2 tương tự được. 3 được không? 3 được. 4 được không? 4 thì ở đây các em chú ý nhá, thằng C này là chất rắn đúng không? Nên không tính vào áp suất. Thằng này hệ số 1 này, hệ số 1. Như vậy tổng hệ số bên trái là 1, tổng bên trái đây là 2. Đấy. Thì rõ ràng là hệ số đó bị tăng nên không được. Phải là hệ số giảm cơ, hệ số giảm. Từ 1 đến 2 là tăng mà, đúng không? Đây cũng thế, thằng này chất rắn không tính. Đấy, thì hệ số đây là 0 này. Đây là 0 cộng với là 1, đây là 1 đây này. Đúng không? Cũng không được vì hệ số nó tăng. Như vậy 1 2 3 thôi. Rồi. Polystyrene là một loại nhựa thông dụng được dùng làm đường ống nước. Nguyên liệu để sản xuất polystyrene là cái thằng C6H5Z2O rồi. Xin sao? Đấy, người ta cho phản ứng. Cân bằng hóa học của phản ứng chuyển dịch theo chiều nào nếu tăng áp suất? Tăng áp suất vừa nói xong. Đây này. Bên này hệ số 1, bên này hệ số 1 cộng 1 là 2, đúng không? Từ bên trái sang bên phải là hệ số tăng. Nếu mà tăng áp suất thì nó chuyển theo chiều nghịch. Tăng nhiệt độ, tăng độ thuận. Vì sao? Vì cái phản ứng này là phản ứng thu nhiệt. Thu nhiệt thì tăng nhiệt độ nó theo chiều thuận thôi. Tăng nồng độ của thằng này, mà tăng nồng độ thằng này, tăng độ thằng này thì đương nhiên thuận rồi đúng không? Thêm chất xúc tác, chất xúc tác không ảnh hưởng đến cân bằng chuyển dịch nhá. Chuyển dịch cân bằng không ảnh hưởng. Chất xúc tác chỉ làm cho phản ứng xảy ra nhanh hơn, đạt trạng thái cân bằng nhanh hơn, thế thôi. Tách styrene ra khỏi bình phản ứng, có nghĩa là giảm bọn sản phẩm này thì thuận rồi đúng không? Rồi. 28 đi. Trong một bình kín xảy ra cân bằng. Rồi. Người ta cho 1 mol H2 và 1 mol I2 vào bình kín. Dung tích 0,5 lít. Lượng HI tạo thành theo thời gian như sau. Xác định nồng độ các chất ở thời điểm cân bằng. Đấy. Thì các em nhìn này. Đây là nồng độ của HI nhá, cái trục tung này, trục theo đường thẳng từ trên xuống này, từ dưới lên quên, nó là nồng độ của HI nhá các em nhá. Thì các em thấy đồ thị nó đang đi lên, bắt đầu giảm dần. Đấy, rồi đến đây bắt đầu đi ngang. Đi ngang có nghĩa là thế nào? Đi ngang có nghĩa là phản ứng đã đạt trạng thái cân bằng, nồng độ không thay đổi nữa. Đúng không? Như vậy gióng sang đây ta sẽ tìm được nồng độ của HI ở trạng cân bằng. Ở đây khoảng 1,9. Đấy. Tất nhiên bạn nào mà bảo em nhìn thấy khoảng 1,8 cũng được nha các em nhé. Không sao cả. Đây nó chỉ mang tính tương đối thôi. Em nhìn thấy số bao nhiêu cũng được. Nhưng mà nhìn vào cái hình này mà đứa nào bảo 1,6 thì thôi, mất điểm luôn đấy. Nha. Thầy nhìn đây thầy đoán là 1,9, không sao. Như vậy nồng độ của HI ở cân bằng sẽ bằng 1,9. Đúng không? Thế còn H2 và I2 tính kiểu gì đây? Cái này phải viết phương trình ra các em nhé. Phải viết nó ra. H2 cộng với I2 ra 2HI. Đúng không? Ban đầu này. Bọn này là 2 và 2.
một mol nhá, một mol thì các em phải chia cho 0,5 để tìm nồng độ nhá. Đây đang là nồng độ đấy. Và không, ban đầu chưa có HI phản ứng. Phản ứng thì thằng này là x, x và 2x cân bằng 2 chữ x, 2 chữ x và 2x. Đấy. Được chưa? Thì HI ở trạng thái cân bằng là 1,9 mà, như vậy suy ra 2x bằng 1,9. Đúng không? Vậy suy ra x bằng 1,9 chia 2 0,95. Thế suy ra nồng độ của H2 bằng với nồng độ của Y2 bằng 2 trừ x. Ê, x là 0,95 này, bằng 1,05 m. Đấy, thế thôi. Chúng ta tính hàng số cân bằng đơn giản, KC bằng HI bình phương trên H2 Y2 bằng thay số vào 1,9 bình chia cho 1,05 nhân 1,05 bằng 1.9 chia 1.9 bình chia 1.05 bình bao nhiêu đây? 3,27. Được chưa? Thế thôi. 29 này. Thêm nước vào 10 ml dung dịch NaOH 1m. 1 mol trên lít là 1m các em nhé. Thu được 1000 ml dung dịch A. Dung dịch A có pH thay đổi như thế nào so với ban đầu? Thì ban đầu này, ban đầu là đây, ban đầu là như này đúng không? Ban đầu là đây nhá, NaOH này. Nó thành NaOH cộng cộng với cả OH trừ, đúng không? Ban đầu thằng này 1m. Đúng không nhỉ? Sau mà đứng thằng này cũng là 1m. Đúng không? Thế ban đầu thầy muốn tính pH của nó là bao nhiêu đấy? Thì đây thôi, H cộng. Tìm H cộng đã, bằng 10 mũ trừ 14 trên OH trừ. Đúng không? Bằng thay vào thôi. 10 mũ trừ 14 chia cho 1 thì nó vẫn là 10 mũ trừ 14 thôi. Vậy suy ra pH bằng trừ log của H cộng này trừ log của 10 mũ trừ 14 và bằng 14. Như vậy ban đầu pH nó là 14 các em nhé. Ban đầu pH là 14. Rồi, thầy xóa cho này đi nhá. Xóa đi. Đấy, ban đầu pH bằng 14. Thế tính pH lúc sau kiểu gì đây? Các em chú ý này. Ở đây là thêm nước vào, có nghĩa là pha loãng đúng không? Pha loãng thì số mol không đổi nhá. Số mol không đổi. Thì số mol của thằng NaOH bằng số mol bằng CM nhân V và bằng 1 nhân với cả V đây là 10 nhưng phải chia 1000 nhá, đổi ra lít mà, bằng 0,01 mol. Đúng không? Số mol không đổi. Đấy, thì sau 1000, sau khi pha loãng thu được 1000 ml, như vậy à nồng độ lúc sau, nồng độ NaOH sau khi pha loãng, thì pha loãng thì nó sẽ là CM bằng N trên V thôi, 0,01 chia cho 1. 1000 ml mà các em, 1000 ml đổi ra là 1 lít bằng 0,01. Đấy. Như vậy à của thằng NaOH lúc sau là 0,01. Tương tự thôi, như vậy OH trừ cũng là 0,01 lúc sau nhé các em nhé. H cộng bằng 10 mũ trừ 14 chia 0,01 bằng 10 mũ trừ 12. Đúng không? Như vậy pH lúc sau nhá bằng trừ log. Trừ log thằng này này, 10 mũ trừ 12 bằng 12. Đấy. Vậy lúc sau, sau khi pha loãng, pH là 12. Đúng chưa? Vậy pH nó sẽ giảm đi 2 đơn vị. Thế thôi. Rồi, có 30 này. Trong dung dịch trung hòa với điện tổng đại số đi bằng 0. Rồi, cái này là bảo toàn điện tích thôi. Dung A, đấy, người ta yêu cầu tìm giá trị của x. Bảo toàn điện tích thôi các em. Nó sẽ là tổng bên dương bằng tổng bên âm.
đúng không? Các 0,01 nhân 2 đây này, 0,01 nhân 2 này cộng với cả 0,01 nhân 1 đây bằng đấy, bên dương hết rồi thì đến bên âm bằng 0,02 nhân với 1 đây này, 1 là trừ 1 đấy, cộng với cả x nhân 2 đây, x nhân 2 đây, đúng chưa? Như vậy là x nó sẽ bằng bao nhiêu đây? 0,005 d. Được chưa? 31 nhá. Trong dung dịch nước, cation kim loại mạnh, gốc axit mạnh không bị thủy phân. Còn cation kim loại trung bình yếu bị thủy phân trong môi trường axit, gốc axit yếu bị thủy phân trong môi trường bay. Dung dịch nào sau đây có pH nhón 7? Đấy, người ta nói rõ rồi đúng không? Đầu tiên xét thằng KNO3. Thay được tạo bởi từ K và NO3. K là kim loại mạnh, đương nhiên rồi. NO3 là gốc axit mạnh vì nó xuất phát từ thằng HNO3 mà, đúng không? Thầy vừa nói xong, HNO3 là axit mạnh. Như vậy thằng này pH bằng 7. Cái trung tính đấy các em. Không bị thủy phân mà, đây người ta nói rõ này. Kim loại mạnh và gốc axit mạnh không bị thủy phân. Không bị thủy phân thì pH bằng 7 thôi. Đúng không? Tương tự K2SO4. Thằng này cũng là kim loại mạnh. SO4 là gốc axit mạnh của H2SO4 đấy. Thằng này cũng không bị thủy phân. pH bằng 7. Na2SO3. Na là kim loại mạnh nên không tính. CO3- là gốc của axit yếu. Vì nó H2SO3 mà, nó xuất phát từ thằng H2SO3 đấy, gốc axit yếu đấy. Đây này, người ta bảo gốc axit yếu bị thủy phân cho môi trường, trường nhé, môi trường bay. Môi trường bay là pH lớn 7, đúng không? Như vậy thằng này có gốc axit yếu bị thủy phân cho pH lớn hơn 7. Tương tự FeSO3. Fe là gốc kim loại trung bình yếu, được xếp vào nhóm kim loại yếu trung bình, đúng không? Vậy thằng này trong môi trường axit. Đây người ta nói rõ này, cation kim loại trung bình yếu bị thủy phân trong môi trường axit, đúng không? Được pH nhỏ 7. Môi trường axit mà, đúng không? Rồi, 32. Một dung dịch baking soda có pH bằng 8,3. Cái baking soda này nó chính là NaHSO3 thôi các em. Có thể một số bạn chưa biết thì thầy viết ở đây. Người ta bảo môi trường của dung dịch trên là axit bay hay trung tính. Cái pH bằng 8,3 này lớn 7 thì chắc chắn là môi trường bay rồi đúng không các em? Bay. Tính nồng độ H cộng, quá đơn giản thôi. H cộng bằng trừ log. À quên, H cộng bằng 10 mũ trừ pH và bằng 10 mũ trừ 8,3. Xong. Đúng chưa? M lớn, quên, đơn vị. 33 này, cho các dung dịch sau. HCl01M, H2O4M. Rồi, người ta bảo gì đây? Sắp xếp các dung dịch trên theo chiều giá trị pH giảm dần. pH càng giảm, càng nhỏ thì tính axit càng mạnh. Đúng không? Các em nhìn vào đây, rõ ràng là thằng này là axit mạnh nhất, có nồng độ H cộng lớn nhất đúng không? Vì ở đây nó có 2H mà, 2H. Ở đây nhá, các em chú ý này, nồng độ nó giống nhau, đúng không? Nồng độ giống nhau nên là chúng ta không cần quan tâm nồng độ nữa. Chúng ta chỉ cần quan tâm ở đây này, thằng này nó có 2H. Như vậy là pH của H2SO4 là nhỏ nhất. Đúng không? Có nhiều H cộng hơn thì tính axit mạnh hơn, pH sẽ nhỏ nhất. Còn pH lớn nhất là thằng nào? pH của thằng CH3COOH sẽ là lớn nhất. Tại sao thế? Vì cái thằng này là axit yếu mà các em. Axit yếu thì có pH cao thôi. Tất nhiên nó vẫn pH nó không phải là quá cao, chỉ là nó cao so với bọn này thôi, đúng không? Như vậy, sắp xếp theo chiều giảm dần. Nó sẽ như sau, pH của CH3COH sao thành pH
CO2 lớn hơn của thằng HCl và lớn hơn của H2SO4. Đấy, thế thôi các em nhé. Ba tư đây. Phương trình hóa học của phản ứng tổng hợp ammonia từ nitrogen hydrogen bằng quá trình Haber như sau. Rồi, người ta cho phương trình như kia. Người ta hỏi phát biểu sau đây là đúng. A là quá trình thuận nghịch nên tại thời điểm cân bằng, hỗn hợp trong buồng phản ứng gồm ammonia NH3 đấy, nitrogen và hydrogen. Coi đúng. Phản ứng thuận nghịch là phản ứng không hoàn toàn nên là sau phản ứng thằng NH3 sinh ra và còn hai chất đầu dư. Đúng không? Câu B này, do ammonia dễ hóa lỏng hơn nên khi làm lạnh, hỗn hợp sẽ tách được ammonia lỏng ra hỗn khí. Đúng. Vì nhiệt độ sôi của thằng ammonia nó cao hơn so với cả thằng N2H2 nên nó dễ hóa lỏng hơn. Trong phần lý thuyết thầy dạy rồi, đúng không? Nếu không sử dụng chất xúc tác thì không thể tạo thành ammonia. Cái này không đúng. Không có xúc tác thì phản ứng nó vẫn xảy ra được em nhé. Chỉ là tốc độ phản ứng rất chậm và rất khó để đạt được trạng thái cân bằng. Nếu giảm áp suất của hệ thì phản ứng chuyển theo trục thuận. Đúng. Đấy, vì tổng hệ số ở bên trái là 4, bên này là 2. Đúng không? Thế thì tăng áp suất theo chiều giảm hệ số thì thuận thôi, đúng không? Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Đúng rồi. Đây, tỏa nhiệt. Vì vậy, để phản ứng chuyển dịch theo chiều thuận cần phải giảm nhiệt độ, đúng. Tuy nhiên, nếu giảm nhiệt độ xuống thấp thì tốc độ phản ứng lại nhỏ, đúng. Đấy, đây là vấn đề của phương trình này các em ạ. Rõ ràng đây là phản ứng thuận, đúng không? Phản ứng thuận thì phải tỏa nhiệt thì nó mới chuyển dịch theo chiều thuận được. Đúng nhỉ? Nhưng mà nếu lại giảm xuống thấp quá thì phản ứng nó lại không xảy ra. Vì tốc độ phản ứng nhỏ quá mà. Nên là người ta sẽ phải nghiên cứu và tính toán để tìm ra một nhiệt độ phù hợp nhất. Không được thấp quá cũng không được cao quá. Đúng không? Còn tất nhiên nhiệt độ bao nhiêu thì thầy không nhớ. Làm sao mà nhớ được mấy cái này các em? Từ giá trị biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng trên và năng lượng liên kết HH, NH lượt là đấy. Người ta bảo xác định lý kiện hoặc cái đơn giản thôi. Đây nhá. Ý của bài này người ta bảo là từ cái delta H này và các giá trị này để tính được cái năng lượng liên kết của thằng N2 là thế này, đúng hay sai? Được chưa? Thế bây giờ tính nhá các em nhá. Ở đây delta H, delta RH của phản ứng nó sẽ bằng thầy viết lại phương trình. Đây là N2 cộng với cả H2 ra 2NH3. Đúng không? Viết lại liên kết này, N cân bằng 3 cộng với cả 3H cộng với cả sinh ra 2NH. Đấy. Như vậy là thằng này nó có thằng này nó có 3 liên kết HH. Đúng không? Còn thằng này có 6 liên kết NH. Đúng không nhỉ? Đây này. 1 liên kết, 2 liên kết, 3 liên kết và nhân 2 hệ số nữa là 6. Đúng không các em? Như vậy là cái delta R của phản ứng nó sẽ bằng cái này thì lấy đây thầy sẽ viết nhá, bằng EB của N2 cộng với cả 3 lần EB. EB là cái năng lượng liên kết nhé các em nhé. EB của HH trừ đi 6 EB của NH.
Đấy, thay số thôi. Cái này người ta cho nhiêu đây? Người ta cho âm 92 à? Âm 92 bằng EB của N2. Đang cần tìm mà. Cộng với cả 3 lần EB của HH. HH người ta cho 436 trừ đi 6 nhân với cả 389. Đấy. Thì suy ra EB của N2 sẽ bằng bao nhiêu đây? 6 nhân 389. 6 nhân 389. Chuyển vế thôi. Đẹp luôn, 934 chuẩn luôn. Kilojoule trên mol. Đấy, chuẩn luôn, đúng không? Như vậy, câu G đúng. 3 năm này, kết quả nghiên cứu sự phụ thuộc của hiệu suất tổng hợp ammonia và áp suất và nhiệt độ của phản ứng được thể hiện ở giản đồ trong hình dưới đây. Ok. Ta ở trong khoảng từ 350 độ C đến 500 55 à 550 độ C, hiệu suất ammonia biến đổi thế nào? Đấy. Ở 350 độ C, hiệu suất nó khoảng 85% đúng không? Còn ở 550 độ C, hiệu suất nó khoảng 20% đúng không? Như vậy hiệu suất giảm. Vì sao nhiệt độ phản ứng càng cao thì hiệu suất thu ammonia càng thấp? Thầy vừa nói xong, đây này, đây này. Vì cái phản ứng này là phản ứng tỏa nhiệt đúng không? Phản ứng tỏa nhiệt. Nếu mà tăng nhiệt độ nhiều quá thì hiệu suất này sẽ giảm. Đúng không? Nếu ta mà phản ứng tỏa nhiệt tăng nhiệt độ thì nó chuyển dịch theo chiều nghịch. Đương nhiên hiệu suất giảm rồi. Đúng không? Vì phản ứng tỏa nhiệt. Đấy. C này. Ở một nhiệt độ, vì sao áp suất tăng cao thì hiệu suất ammonia tăng? Đơn giản, thầy viết lại phương trình nhé. Đấy, các em tự trả lời nhé. Thầy không trả lời câu này nữa. Câu D này, từ đồ thị trên, hãy cho biết nên chọn nhiệt độ phản ứng là bao nhiêu để hiệu suất ở khoảng 44% 200 atmosphere. Rồi, 44% mà ở 200, đây 200 đây. 44. 44 đấy. Đẹp quá, tầm 44 45 đúng không? Thì ở 450 độ C. Được chưa? Nên chọn nhiệt độ đấy. 36 này. Nhiều hộ gia đình thường chứa một số hóa chất như baking soda, thạch cao nung, phèn chua. Tìm hiểu ứng dụng của mỗi hóa chất trên tại các hộ gia đình. Cái baking soda này nó chứa bột nở đấy các em. Bột nở. Bột nở làm gì? Để làm bánh. Làm bánh. Hoặc là hoặc là cái baking soda này các em có thể xem mấy cái video về hóa học trên mạng ấy. Người ta dùng cái baking soda này để mà tẩy ố một số vết bẩn các thứ. Đấy, các em lên các em xem nhé. Các em chỉ cần ghi baking soda trên YouTube là nó tự hiện ra đầy mà. Thạch cao nung. Thạch cao nung thì thầy nghĩ là một một số nhà các bạn đây sẽ không có cái này. Thạch cao này nó chỉ là tường trần thạch cao thôi. Các bạn nhìn lên trần của nhà mình. Tường trần thạch cao, nhưng mà một số gia đình không có. Một số gia đình lại có. Ngoài ra cái thạch cao nung này nó còn dùng làm đúc tượng, tượng thạch cao ấy các em. Hoặc là bạn nào mà bị gãy chân gãy tay hoặc là người thân bị gãy chân gãy tay bó bột đấy, bó bột đấy nó chính là thạch cao nung đấy, bó bột bằng cái đấy đấy. Phèn chua thì các bạn ở thành phố hay các bạn ở đồng bằng các bạn sẽ không biết ứng dụng của thằng phèn chua này, nhưng ở những vùng lũ vai trò của thằng phèn chua này cực kỳ lớn. Phèn chua này nó có tác dụng là làm trong nước đục nhá, làm trong nước đục, làm trong nước đục. Đấy, làm trong nước đục. Có nghĩa gì? Nước chỗ nào mình bị đục, đất cát nó cứ trôi lơ lửng nó không lắng xuống được thì người ta cho vài viên phèn chua vào. Khuấy 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 để một thời gian là các hạt đất cát đấy nó tự lắng xuống.
Dạ, thế thôi. Câu D này, có thể dùng nước để phân biệt các mẫu bột mịn trên hay không? Giải thích. À, không. Không dùng nước để nhận biết được. Vì sao? Vì cái thằng H2O3 và cái thằng CaSO4 ngậm 0,5 nước này đều là chất rắn màu trắng. Chất rắn màu trắng ít tan trong nước. Đấy. Thế thì khi hòa tan vào nước thì nó ít tan trong nước thì khó nhận biết hơn, đúng không? Còn cái thằng phèn chua này tan rất tốt trong nước em nhé. Có thể dùng nước và quỳ tím để phân biệt các mẫu bột mịn trên hay không? Được. Riêng dùng nước thì được. À, riêng dùng thêm quỳ tím thì được. Vì sao? Vì cái thằng H2O3 này khi tan trong nước nhá, kem chú ý nhá, nó vẫn tan trong nước được nhá, chỉ nó ít tan thôi. Nó tan trong nước, nó tạo thành môi trường bay. Như vậy nó là quỳ tím chuyển màu xanh. Thằng CaSO4 môi trường trung tính pH là 7, đúng không? Thằng phèn chua, phèn nhôm môi trường axit, đúng không? Vì nó có thằng nhôm 3 cộng này, đây này, gốc kim loại trung bình yếu đấy, vừa học xong, nó tạo môi trường axit, đúng không? Như vậy được. 37 này, cho các chất formic acid, acetic acid, methyl formate như sau. Đấy. Đảo khoanh vào nhóm nguyên tử tạo thành nhóm chức acid hoặc nhóm chức ester ở trong trên. Ở đây nhá. Thì cái nhóm chức axit này các em này, axit đây. Axit là COOH, nhớ nhá, axit này trong hữu cơ nhá các em nhá. Đây COOH đây. Đúng không? Đây cũng COOH đây. Đúng chưa? Khoanh tròn. Còn ester COO. Nó đây này, COO này. Đấy, thế thôi. Được chưa? Ok nhá. Rồi, giải thích vì sao formic acid và methyl formate có thể thể hiện tính chất hóa học đặc trưng của nhóm chức aldehyde. Có nghĩa là gì? Người ta bảo gì? Người ta bảo là cái thằng số 1 này và cái thằng số 3 này có tính chất tương tự như thằng aldehyde. Aldehyde nó có nhóm chức CHO đấy các em. CHO. Đúng không? Tại sao thế? Vì đây này. Mặc dù là cái hai thằng 1 và thằng 3 này không phải là aldehyde đâu nhá. Một thằng nó là acid, một thằng nó là ester đấy. Nhưng nó vẫn có tính chất tương tự như thằng aldehyde. Vì sao? Vì bản thân bọn này cũng có nhóm CHO. Nó đây này. Đấy, nó đây các em này. Đúng chưa? Thế thôi nhá. Rồi, tương tự 38. Này. Pentamidin và dibenzene ether được đồng thời để sinh ra khi đun nóng pentamidin nóng. Biết rằng mấy cái chất này tạm thời các bạn đừng quan tâm vội nhá. Các bạn đừng quan tâm nó là chất gì nhá. Đừng quan tâm, kệ nó. Cái tạo gì ấy? Ở đây thầy đánh dấu là chất A này, chất B này, chất C. Đấy. Biết rằng nhiệt độ sôi của chất A, à đâu, chất C chứ, thằng này chất C. Thằng này chất A, thằng này chất B. Đấy. Nhiệt độ sôi của bọn này là đây, lần lượt là như thế này. Từ hỗn hợp phản ứng, các chất được tách khỏi nhau bằng phương pháp trưng cất, đun lên. Các phân đoạn thu được. Có ý người ta hỏi là chất nào mà ra trước đấy, các phân đoạn thu được theo thứ tự. Có nghĩa là ý người ta bảo các em là chất nào đi ra trước.
Thì chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất, nó sôi nhanh hơn thì nó sẽ đi ra trước, đúng không? Như vậy chất đi ra trước là cái chất chất 30 độ C này, 30 độ C là cái thằng A, đúng không? Thằng A xong rồi thì đun nó lên đến nhiệt độ này, đến nhiệt độ này thì cái thằng C đi ra ngoài, và đến nhiệt độ này thì thằng B ra ngoài. Đấy, theo thứ tự A ra trước rồi đến C rồi mới đến B, đúng không? A là gì đây? Đáp án là ớ à ở A đâu ở B B. Câu 39, phổ MS của chất Y cho thấy chất Y có phân tử khối là 46. Công thức phân tử nào sau đây phù hợp với chất Y? Thì các em nhìn thấy M lớn thằng là 46 chọn thôi, đáp án A. 40, công thức nào dưới đây biểu diễn đúng cấu tạo hóa học của chất? Công thức nào đây? Các em nhìn xem. Một được không? Một được đấy. Hai được không? Một đến ra mà thầy nhìn kỹ à. Một được. Hai. À hai không được, hai không được. Vì sao? Vì N hóa trị 3. Hóa trị 3 đúng không? Có nghĩa là thằng N này nó sẽ có 3 liên kết. Mà đây N ở đây này, các em nhìn này, nó đây này. Nó chỉ có một liên kết ở đây và một liên kết ở đây, chỉ có hai liên kết thôi, đúng không? Như vậy không được. Thằng 3 được, 3 được. 4. À 4 không được. 4 thì thằng CL này. CL này thì trong lý thuyết thầy chưa nói, nhưng mà CL này hóa trị 1 các em nhé. Hóa trị 1. Hóa trị 1. Mà đây CL ui giời. 1 2 3 4 không được, đúng không? 4 không được. 2 3 thôi. Nhận xét nào sau đây đúng về hai công thức cấu tạo? Trước tiên là nhiều bạn sẽ bị bơ ngỡ ở công thức này. Công thức này thì sẽ viết lại như sau này, Z3 Z2 CH Z3 Z3. Đấy. Còn công thức bên trên thì viết lại à, công thức này này thì viết lại này, Z3 Z2 thì viết lại cho các em dễ nhìn thôi. Các em mới học thì thầy sẽ viết lại để cho các em dễ hiểu hơn. Còn sau này mà học nhiều rồi, làm nhiều rồi thì sẽ viết theo kiểu này các em nhé. Viết theo hai kiểu này. Đấy. Rồi, chúng ta có gì đây? Câu A, biểu diễn cấu tạo hóa học của cùng một chất, hai chất này khác nhau. Đúng không? Vì thằng này mạch nhánh. Còn thằng này không nhánh. Khác nhau hoàn toàn đúng không? Ở đây nhiều bạn thắc mắc là tại sao lại CH lại còn mở ngoặc Z3 hai lần? Có nghĩa là xung quanh cái thằng CH này nó sẽ có hai nhóm Z3. Đúng không? Thì một nhóm nó ở đây và một nhóm nó ở dưới này. Thế thôi, thì một nhóm sẽ là nhánh. Rồi, với câu A sai. Câu B là biểu diễn cấu tạo học của hai chất đồng phân về vị trí nhóm chức. Câu này đúng hay sai đây? Câu này sai đúng không? Hai cái thằng này đồng phân về mạch carbon mà, đúng không? Đúng là hai thằng này nó đều là C5H12 các em nhé, hai thằng này đều là C5H12. Thì chúng là đồng phân của nhau rồi. Nhưng ở đây sẽ là đồng phân về mạch carbon nhé. Vì một thằng mạch nhánh và một thằng không có nhánh thì phải là D. 42, nhận biết muối amonium bằng cách kiềm tác dụng A thôi. Vì sao? Vì nó ví dụ này, NaOH cộng với cả NH4Cl sinh ra NH3 đúng không? Cộng với cả NaCl cộng nước. Đấy. Các bạn tự tính nốt nhé. 43, ở 43 đơn giản quá. 43 thì thầy bấm nhanh nhé, còn các bạn tự tính nhé. Thầy không giải thích câu 43 đâu. 7, 8, 6 bình chia cho 0.107 bình 53 96. Đấy.
44 này, cho một ít tinh thể muối ích vào ống nghiệm đun nóng, sau một thời gian không thấy còn chất ích ở đáy ống nghiệm, muối ích có thể thế đơn giản thôi, nhiệt phân nhá, người ta cho vào ống nghiệm rồi đun nóng trên ngọn lửa đèn cồn, có nhiệt phân thôi. A này, NaCl, thằng này không bị nhiệt phân, như vậy à, chất rắn vẫn còn ở dưới đáy ống nghiệm. CaCO3 thay nhiệt phân, nó sẽ ra CaO cộng CO2, CO2 bay đi, CaO vẫn còn, như vậy là sau khi nhiệt phân nó vẫn còn chất rắn. KClO3 nhiệt phân, KCl cộng O2, O2 bay đi, sau phản ứng nó vẫn còn KCl ở đáy ống nghiệm, như vậy là C không được. NH4Cl nhiệt phân thành NH3 cộng với cả HCl. Đấy, hai bọn này nó đều bay đi, đều bay đi. Như vậy à, sau khi nhiệt phân dưới đáy ống nghiệm không còn chất. Đáp án D. 45. Chất hay ion phản ứng đóng vai trò axit cho hai trình trên. Có đơn giản thôi. Axit là cho H cộng, đúng không? Đấy, thằng này đây, nó cho H cộng vào đây để nó thành SO42 trừ, đúng không nhỉ? SO42 trừ đấy, thầy viết nhầm đấy. Như vậy thằng này là axit này. Thằng này không cần phải xét nữa, thằng này đương nhiên là axit rồi, đúng không? À, 46. Cho hình vẽ về cách thu rời nước sau. Ở đây thì thầy nói qua về cái này. Cái này nó là phương pháp mà rời nước thôi. Có cái khí đi vào. Đây, khí nó đi vào. Khí nó đi vào. Đi vào đây. Rồi nó đẩy hết nước ra ngoài. Muốn nó đẩy nước được thì khí nó phải không tan trong nước. Hoặc khí nó tan rất kém trong nước. Tan rất kém trong nước, đúng không? Đấy chưa? Câu B loại luôn, NH3 tan cực kỳ tốt trong nước, HCl cũng thế. Câu C cũng loại hai thằng này, SO2 nữa này. Câu D đây, đúng không? Đáp án là A. Những thằng thể gạch đi là những thằng tan rất tốt trong nước, các em nhá. 47, 47 dễ đấy. Sao thể cho 47 vào đây nhỉ? CaOH2 cộng với cả NH4Cl ra CaCl2 cộng với cả NH3 cộng nước, đúng không? Cân bằng thôi, cân bằng. 2 vào đây, 2 vào đây. Đủ chưa? 2 vào đây nữa. Được chưa? Thằng này 0,25 mol. Đây này, thể tích nhân vào m lớn này thì thằng này 0,5 mol. Người ta gì đây? Người ta hỏi thể tích khí thoát ra 0,25 à 0,5. À quên, 0,25 chứ. 0,25. Vì hệ số bằng nhau mà các em, hệ số đều là 2,2. Trời ạ. 5 nhân. Nhớ là đi cân chuẩn nhá, nhân 24.79 bằng 6,1975. Sai cái cơ bản, không thể chấp nhận được, đúng không các em? Hết chưa? Ôi tuyệt vời, sắp hết rồi. Calcium hydroxide rắn hoặc nước pH 10.94. Quá đơn giản đúng không? CaOH2. Đấy, hòa vào nước thì nó thành Ca2 cộng cộng với 2 OH trừ. Đó nhỉ? pH là 10.94. pH bằng 10.94, như vậy là H cộng nồng độ đấy nó sẽ bằng 10 mũ trừ 10.94, đúng không? Suy ra OH trừ nồng độ đấy các em, nó sẽ bằng 10 mũ trừ 14 chia cho 10 mũ trừ 10.94 bao nhiêu đây? 10 mũ trừ 14 trừ 10.94 bằng 10 mũ trừ 3.06 các em nhé. Đấy, thì ở đây
OH trừ nồng độ là 10 mũ trừ 3,06. Ờ, thế xong rồi. Xong rồi. Bao nhiêu? 10 mũ trừ 3,06 là bao nhiêu đây? 8,7. Đây, 8,7 x 10 mũ trừ 4. Được chưa? 49 này. Người ta bảo không đúng nhá. Trong công nghiệp, ammonia thường được sử dụng với vai trò chất làm lạnh, đúng. Vì cái thằng NH3 lỏng ấy nó nhiệt độ sôi thấp là âm ba mấy độ C đấy, thì không nhớ nào. Do có âm 33 độ C hình như là thế. Do có hàm lượng nitrogen cao nên ammonia được dùng làm phân đạm giữa quả, sai. Trong bài phân bón vô cơ thì đã dạy rồi. Phân đạm nó thường dùng sẽ là phân của NH4 cộng nhá các em nhá. Phân của NH4 cộng hoặc là phân của NO3 trừ. Đấy, thường là hai loại phân đấy. Chứ thằng ammonia này là khí, làm sao dùng làm phân được, đúng không? Sai luôn gì nữa. B. À, B đúng. C. À quên, là C. C đúng. D. D đúng. Rồi. 50 này, dung dịch CH3COONa có giá trị pH lớn 7, đúng. Thải môi trường bay nhé các em nhá. Để làm khô NH3 có lẫn hơi nước, người ta cho NH3 đi qua bình H4 đặc, cái sai. Làm khô là người ta loại bỏ hơi nước các em nhé. Nếu mà cho đi qua H2SO4 đặc thì NH3 sẽ phản ứng với thằng này ngay, đúng không? Còn phản ứng như thế nào thì tự viết nhá. Đây là không được, làm khô chỉ loại nước thôi. Dung dịch sodium chloride dẫn điện là do NaCl tan được trong nước. Không đúng. Ví dụ thằng đường mà chúng ta ăn hàng ngày đấy, nó cũng tan trong nước, đúng không? Nhưng nó dẫn điện làm sao được? Muốn dẫn điện được thì thằng này nó phải điện ly thành Na cộng và Cl trừ. Đấy, phải có các ion trái dấu thì nó mới dẫn điện được. Nitrogen lỏng được dùng để bảo quản máu và các mẫu vật sinh học, đúng. Nitrogen được dùng để làm căng vỏ bao bì thực phẩm, không dùng không khí do nitrogen kéo động, đúng, đúng rồi. Các gói bim bim đấy các em, gói bim bim đấy, căng phồng lên đấy, có một tí bên dưới là bim bim đúng không, còn toàn là khí nitrogen đấy. Vì thứ nhất là bơm khí vào để nó không bị sốc, không bị vỡ các bim bim ở bên trong. Thứ hai là nitrogen nó bị trơ về mặt hóa học nên các vi khuẩn nó không hoạt động được, bảo quản lâu hơn. Được chưa? Như vậy có mấy yếu đúng đây? 1, 2, 3 yếu đúng. Rồi. 51 này. Hoàn thành phương trình. Ủa, quá đơn giản. Thầy viết luôn nhé. Thầy viết luôn nhé. 1 này. Mà thôi, thầy ở đây thầy gợi ý cho các em này, x là O2. Thằng này cũng cộng O2. Đấy, NO2 cộng O2 cộng nước ra HNO3, y là HNO3 nhé các em nhá. Còn Z này cái gì cũng được, Z là cái gì cũng được. Ví dụ Z là thầy cho CaO đi. Đấy, thì HNO3 cộng CaO ra thằng này cộng với là nước. Các em tự viết nhá. Thôi thầy không viết nữa. Rồi, phương số 5 này, N2 cộng H2 là NH3 thôi. NH3 cộng X vừa mới tìm được xong, X là O2, đúng không? NH3 cộng X ra NO cộng nước, NO cộng O2 ra NO2, NO2 cộng O2 cộng nước ra HNO3. Cộng M ra thằng này thì M là NH3. Đấy, tự viết nhá, thầy gợi ý cắt chất cho rồi đấy. 52 này. Nói nhiều quá, khá đấy là cổ. Hòa tan 9,6 gram kim loại M trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được SO2 là sản phẩm khử duy nhất. Cho toàn bộ SO2 này vào 0,5 lít NaOH, sau phản ứng thu được dung dịch có 18,9 gram chất rắn, xác định kim loại M. Quá đơn giản. Rồi, ở đây nhá, đầu tiên M cộng với cả H2SO4 nó ra M2SO4 N lần. Đấy, tại sao N lần? Vì hóa trị nó chưa biết. Thì giả sử hóa trị nó là N,
cộng với SO2 cộng nước. Được chưa? Cân bằng thôi. N2N đấy, đếm xem nào, 8. Khớp chưa? Hình như chưa khớp. À đây, 2N chứ. 2N đúng không? Cái cân bằng này là cân bằng ô xóa khử theo phương pháp thăng bằng E nhá, thăng bằng electron đấy. Bạn nào mà chưa nắm được phải xem lại nhá, xem lại lớp 10 đi. Thầy vẫn lưu lại các video đấy. Còn ở bài này mà thầy hướng dẫn chi tiết thì không biết bao giờ mới xong đâu. Rồi. Khi SO2 sinh ra, đây SO2 đây. Cộng NaOH. Học rồi đúng không? SO2 cộng với kiềm nó có thể sinh ra hai muối. Đúng không? Thì khi nào thì biết sinh ra một muối, khi nào thì biết sinh ra hai muối? Đó là phải xét tỷ lệ mol. Phải xét tỷ lệ mol của OH trên SO2, đúng không? Phải xét tỷ lệ mol của hai thằng này xem nó nằm trong khoảng nào. Nhưng ở đây người ta không cho mol của SO2, người ta chỉ cho số mol của NaOH thôi. Thế thì làm sao mà xét tỷ lệ bây giờ? Không sao cả các em ạ. Thầy giả sử nó sinh ra hai muối, thầy giả sử nó sinh ra hai muối, sinh ra N2SO3 cộng nước và NaHSO3. Đấy, thầy giả sử nó sinh ra hai muối luôn nhá, kệ nó, không sao cả. Được chưa? Ở đây à 0,5 0,6, như vậy là số mol của NaOH bằng 0,3. 0,5 nhân 0,6 là 0,3 đấy các em. Khối lượng 18,9 là của hai thằng này. Đó, thì bây giờ đặt ẩn vào thôi, đúng không? Thằng này x này, 2x x y đúng không? Thằng này 0,3 thì như vậy là 2x cộng y bằng 0,3. Đây này, 2x cộng y bằng 0,3. Và x nhân khối lượng đấy nhá. Khối lượng là 18,9 sẽ x nhân với cả 23 nhân 2 cộng 32 cộng 16 nhân 3. X nhân 126. 126x cộng với cả 23 cộng 1 cộng 32 cộng 16 nhân 3. 104 bằng 18,9. Đấy. Giải hệ thôi. 210.3 126 104 18.9 bằng. Quá tuyệt vời. Giải ra nhá, giải ra ra x bằng 0,15 y bằng 0. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là không xuất hiện phương trình này. Đấy. Thấy chưa? Cứ viết ra, kệ nó, đúng không các em? Cứ viết nó ra. Còn nó mà không xuất hiện phương trình nào thì phương trình đấy sẽ bằng 0. Đúng không? Rồi, SO2 là 0,15 nhá. Đây này, x là 0,15 này. Đây, x là 0,15 đúng không? Như vậy, SO2 là 0,15 nhá. 0,15. Đấy. Thì thằng M này nó sẽ là 0,15 nhân 2 chia N. Nhân chéo chia ngang mà, đúng không? Thầy xóa chỗ này đi nhá. Thầy xóa này đi cho dễ nhìn nhá. Như vậy, số mol của M nó sẽ bằng 0,3 chia N, đúng không? Rồi, thì muốn tìm M lớn muốn tìm kim loại M thì phải tìm M lớn, đúng không? Vậy M lớn thì bằng M nhỏ chia số mol bằng 9,6 chia cho 0,3 phần N bằng, rút gọn đi, 9.6 chia 0.3 32N. Đấy. Thì đến đây thì đấy thôi. Vì N nó là hóa trị các em nhá. N nó hóa trị nên N nó có thể là 1 2, 3. Nếu N bằng 1 thì M nó sẽ bằng 32 loại. Không có kim loại nào là 32 hóa trị 1. N bằng 2 nó là 64. Được. Đồng đấy các em. Đồng. Đồng M lớn là 64 hóa trị 2. Như vậy M là Cu. Xong. Được chưa? 53. Hỗn hợp SO2 và O2 có tỷ khối so với H2 là 28.
cho 4,958 lít X. X là SO2 và O2 đấy, có bình đựng V2O5. Rồi hỗn hợp cái tủa. Rồi ok, làm nhá. Ở đây người ta cho tỉ khối với cả cho số mol, thì thầy sẽ tìm số mol của bọn này trước. Thầy dùng đường chéo nhá, SO2 O2. Đấy, SO2 M lớn là 64 các em nhá, 64. O2 M lớn là 32. Giá trị trung bình là 28 nhân 2, đúng không? Tỉ khối so với H2 mà, 28 nhân 2 là 56. Đấy. 56 chứ 32 là bao nhiêu đây? 24 à? Đúng không? Thôi cứ trừ lại cho an toàn. 56 chứ 32, 24 đúng. 64 chứ 56 8 à? 64 chứ 56 8 đúng. Như vậy tỷ lệ sẽ là 24/8, rút gọn là 3/1, đúng không? Như vậy số mol của SO2 trên số mol của O2 là 3/1, đúng không? Mà tổng số mol là bao nhiêu đây? Tổng số mol là 4.958 chia 22.4. À quên, chia 24/79 chứ. 4.958 chia 24/79. Đấy. Tổng số mol của nó là 0.2 nhé các em nhé. Mà tỷ lệ là 3:1. Như vậy là số mol của SO2 nó sẽ bằng 0.15. Số mol của O2 sẽ là 0.05. Đấy. Xong. Xong bước đầu tiên tìm số mol. Được chưa? Rồi. Người ta bảo cho qua V2O5, có nghĩa là cho qua xúc tác để nó phản ứng đấy. SO2 cộng O2 V2O5 ra SO3. Đấy. Các em chú ý nhá, ở đây người ta bảo tính hiệu suất. Tính hiệu suất có nghĩa phản ứng này là phản ứng không hoàn toàn. Phản ứng không hoàn toàn thì mũi tên sẽ là mũi tên 2 chiều. Được chưa? Đúng không? Ban đầu này, ban đầu thằng này là 0.15, thằng này là 0.05, thằng này chưa có gì phản ứng, chưa biết nó phản ứng bao nhiêu thì đặt là 2x. X và 2x cân bằng, hay là sau phản ứng ấy, 0.15 trừ 2x, 0.05 trừ x và 2x. Đấy. Như vậy là sau phản ứng, sau khi cân bằng thì số mol của SO2 bằng 0.15 trừ 2x. Số mol của O2 bằng 0.05 trừ x và số mol của SO3 bằng 2x. Đúng không? 2x. Người ta bảo gì đây? Hỗn hợp thu được cho lội qua BaOH2. Có nghĩa người ta cho toàn bộ bọn này đi vào BaOH2. Thì chỉ có thằng SO2 và SO3 phản ứng thôi. Nhá các em nhá, chỉ có hai thằng này phản ứng thôi. Được chưa? Rồi, thầy xóa trên này nhá, xóa trên này để nhìn nó cái xong rồi xóa đi nhá. Để viết trên này cho gọn nó dễ. Đấy, chỉ có SO2 và SO3 phản ứng thôi nhá. Như vậy là SO2 cộng với BaOH2 ra BaSO3 cộng nước và SO2 cộng với SO3 chứ, SO3 cộng BaOH2 sinh ra BaSO4 cộng nước. Đấy, kết tủa là hai thằng này các em nhé, kết tủa hai thằng này. Được chưa? Thằng này là 0.15 trừ 2x thì kết tủa cũng là 0.15 trừ 2x. Thằng này là 2x thì thằng này cũng là 2x. Đấy, kết tủa là hai thằng này. Nó có khối lượng là 33.19. Như vậy nó sẽ là 0.15 trừ 2x nhân với cả M lớn của BaSO3 là bao nhiêu đây? 137 cộng 32 cộng 16 nhân 3, 217. Cộng với cả 2x nhân với cả M lớn BaSO4 là bao nhiêu đây? 137 cộng 32 cộng 16 nhân 4, 233 bằng 33.19. 33.19. Rồi, bấm máy giải hệ, giải phương trình thôi. 0.15 trừ 2x nhân với 217 bao nhiêu đây? Từ từ các em đợi thầy bấm nhá. 33.19. Mấy bài này thầy chưa tính,
À, x bằng 0,02. Máy bay thầy chưa tính. Máy bay này một số bạn gửi lên hỏi thầy làm thế nào. Thì nhân tiện đây thầy 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 giải luôn cho các em. Giờ x là 0,02 và người ta yêu cầu tính hiệu suất rồi. Như vậy nhá. Như vậy số mol của SO3 là 0,04 vì x ra 0,02 mà 2x thì sẽ là 0,04 đúng không? Đúng không? Rồi. Thầy muốn tính hiệu suất nhá, một tính hiệu suất nó sẽ bằng là thực tế trên lý thuyết nhân 100. Thực tế là 0,04 đây, SO3 của 0,04 đây. Thế thì SO3 theo lý thuyết sẽ là bao nhiêu? Ừ. Thầy sẽ xóa cái này đi để các em dễ hình dung này. Nếu nhá, nếu phương trình này là phương trình hoàn toàn thì số mol của SO3 nó sẽ bằng 2 lần số mol của O2 và bằng 0,1 đúng không? Vì đây là hệ số SO2 là 1 nhân 2 là 0, à ở đúng rồi, nhân 2 là 0,1 đúng không? Đấy, đây là lý thuyết nhé các em nhé. Nếu mà tính theo phương trình thì nó sẽ là lý thuyết. Như vậy nó sẽ là 0,04 chia 0,1 nhân 100 và bằng 40%. Đấy, hiệu suất là 40%. Thì nhiều bạn hỏi là thì tại sao SO3 này? Tại sao SO3 này? Tại sao SO3 này lại không tính theo SO2? Thì lại xét thì nhìn vào đây nhá, các em phải xét chất hết chất dư nhá. Các em thấy là số mol của SO2 chia cho hệ số lớn hơn số mol của O2 chia hệ số đúng không? Đây 0,15 chia 2 lớn hơn 0,05 chia 1. Như vậy là SO2 dư và O2 hết. Đúng không? Thì phương trình phải tính theo thằng O2 các em nhé. Được chưa? Rồi, nói chung bài này cũng là bài khó đấy. Bạn nào mà chưa nắm rõ được thì thầy khuyên là bỏ. Không 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 cần thiết. Nhiều thế. Tự nhiên thầy cho nhiều quá. Mấy giờ? Ui rồi. 1 tiếng rưỡi rồi các em ạ. Nhiều thế. Thở tí. Thầy định cho khoảng 50 bài thôi. Mà thầy hơi tham. Thầy muốn cho đầy đủ nhất có thể để các em ôn tập điểm cao nhất. Hơi tham các em ạ. Rồi, 54 này. Nhôm phản ứng H2O3 thì thấy có 2 mol H2O3 phản ứng, đồng thời có V lít khí N2 thoát ra. Ừ, đơn giản. Tính số mol nhôm trước. 14,58 chia 27. 0,54. Rồi. Viết phương trình nhôm cộng với H2O3 ra mối nhôm thôi, cộng N2 này cộng nước đúng không? Cân bằng đây thầy cân bằng nhanh nhé. Bài này là những bài vận dụng cao, điểm 9 điểm 10 nên là thầy mặc định là các bạn làm được bài này là các bạn phải biết cân bằng mấy phương trình này nhá. Còn các bạn không nên hỏi thầy cân bằng thế nào thầy ơi. Đến đây mà các bạn vẫn chưa cân bằng được thì tốt nhất là các bạn bỏ mấy bài vận dụng cao cho thầy. Các bạn tập trung vào những bài mức độ biết và hiểu thôi nhá. Cố gắng như thế. Không nên mình cứ ham hố làm gì cả các em ạ. Thì cân bằng nhanh thôi. Mình không nên ham hố các em ạ. Mình cứ làm vừa sức mình. Thế là điểm trọn vẹn rồi. 36 nhân 3 thầy bấm lại thầy 3 nhân 3 nhân 3. Vừa sinh luôn. Thằng này là 0,54. 5 54 quên quên. 54. Thằng này là 3 mol, 2 mol quên. Đấy. Đến đây các em có thấy vấn đề gì không? Các em có thấy vấn đề gì không? Em thấy vấn đề là hai thằng này số mol nó không khớp nhau. Đúng không? Nếu nhá, nếu mà phản ứng gọi là phản ứng hoàn toàn, phản ứng vừa hết thì nhân chéo nó phải bằng nhau cơ. Nhân chéo nó phải là 0,54
nhân 36 đây nhân chéo bằng 2 nhân 10. Đấy. Nếu mà 36 nhé các em nhé, 36. Nếu mà phản ứng gọi là phản ứng bình thường, bài tập bình thường thì nhân nhân vào với nhau nó phải bằng nhau, nhưng ở đây các em nhân vào mà xem khác nhau đúng không? Đấy. Vấn đề nó chỗ này các em ạ. Tại sao nó lại không khớp nhau thế này? Mà rõ ràng người ta bảo thấy có 2 mol H2O3 phản ứng. Tại sao nó lại không khớp? À, vấn đề ở chỗ à, có thằng NH4NO3 sinh ra. Đấy, bài này có NH4NO3 sinh ra các em ạ. Kinh khủng chưa? Rồi, thì bài này phải có hai phương trình đấy các em. Bài phải có hai phương trình đấy. Rồi, xóa luôn cái này đi. Rồi, đẹp luôn. Đúng không? Xóa luôn này đi. Như vậy, ở đây thầy phải viết thêm phương trình nhôm cộng với HNO3 sinh ra AlNO3 3 lần cộng với cả NH4NO3 cộng nước. Đấy. Đúng chưa? Đúng chưa? Cân bằng thôi. Cân bằng. Tạm 3, 24, 24, 3, 30. 30 trừ 12, 8, 6. À đâu, 34 trừ 12, 30 trừ 12 là 18, 18 là 9 chứ. Bây giờ ở khớp luôn, được chưa? Như vậy tổng số mol nhôm là 0,54 và tổng HNO3 là 2 đúng không? Thì thầy đặt thằng này x, thì thằng này sẽ là x nhân 36 chia 10, 36 x phần 10. Thằng này là y, thì thằng này sẽ là 30 y phần 8, đúng chưa? Thế phương trình nó sẽ là x cộng y bằng 0,54 và 36 x phần 10 cộng với cả 30 y phần 8 bằng 2. Rồi. 11.54 36 chia 10 30 chia 8 2. Số hơi xấu các em ạ. X bằng 1/6. Y bằng 28/75. Rồi không sao cả. Ở đây nhá, có thể thầy bấm nhầm các em ạ, thì có thể thầy bấm nhầm nhá, thì các em nếu mà thấy thầy bấm nhầm thì các em tự sửa lại, chứ còn cách làm là đúng các em nhá. Như vậy x ở đây bao nhiêu đây? X là 1/6, người ta hỏi V lít khí N2. Ừ. Thì x này thì N2 nó sẽ là 3x phần 10. Đúng không? Thay x vào rồi suy ra thể tích của N2 thôi. Thế thôi các em nhá. Rồi. Đấy nhá, cách làm là như thế. Có thể thấy tính sai thì các em tự sửa vào cho thầy, không sao cả. Làm bao nhiêu mà đầu óc loãng hết cả lên rồi, thông cảm tí đi nhá. Năm năm này thực hiện phản ứng giữa N2 và H2 tỷ lệ mol 1:4. Rồi, trong mình có xúc tác hỗn hợp khí có áp suất giảm 9% so với ban đầu. À, đơn giản, người ta cho tỷ lệ 1:4 các em nhá. Thì thầy giả sử luôn với chương trình á. Ba đấy, ban đầu thầy giả sử luôn thằng N2 là 1 mol, thằng này là 4 mol đấy, và đương nhiên thầy không có rồi. Mũi tên hai chiều thì đương nhiên là nó có ban đầu này, phản ứng này x 3x 2x cân bằng 1 chữ x 4 chữ 3x 2x. Đấy, được chưa? Người ta ở gì đây? Người ta ở hỗn hợp khí có áp suất giảm 9% so với ban đầu. Các em chú ý nhá. Áp suất tỷ lệ với cả số mol. Được không? Áp suất giảm 9% so với ban đầu có nghĩa là số mol cũng giảm 9% so với ban đầu.
đúng không? Ban đầu nó có 1 cộng 4 là 5 mol. Lúc sau là lúc cân bằng đấy, cân bằng có tổng số mol là 1 chứ x cộng với 4 chứ 3x cộng 2x đấy, cộng tất cả bọn này với nhau các em này. Nó sẽ là bao nhiêu đây? 5 chứ 2x đấy, cộng hết với nhau thôi. Đúng không? Đấy, có nghĩa là số mol giảm 9% so với ban đầu. Có nghĩa là lúc sau số mol nó sẽ bằng 91% so với ban đầu, giảm 9% mà, giảm 9% thì còn lại 91% thôi. Như vậy là 5 trừ 2x trên 5. Đấy. Lúc sau so với cả ban đầu. Đấy, 5 trừ 2x trên 5 nhân 100 bằng 91. Đúng không? Giảm 9% mà, như vậy còn lại 91%. À quên, bằng 91% so với ban đầu. X bao nhiêu đây? Đợi tí đây. 91 nhân 5. X 0,225. Hiệu suất, lại hiệu suất mệt thế. Tính hiệu suất rất mệt đấy các em nhé. Thầy rất rất ghét mấy bài tính hiệu suất này. Tất nhiên là nếu mà thầy tính như bình thường thì không sao cả, nhưng mà thầy ghét ở chỗ là thầy phải giải thích cho các em. Rất mệt. Đấy, NH3 thực tế bằng 2x này các em, 2x này thì 2 nhân với cả 0,25 nhân 2, 0,45 mol, đúng không? NH3 lý thuyết. Lý thuyết ở đây phải tính theo cái thằng N2 này các em nhá, N2 này. Còn tại sao thì ở trên thầy giải thích rồi. Thì nó là 2 mol. Như vậy hiệu suất nó sẽ bằng 0,45 thực tế trên lý thuyết đấy. Hiệu suất là 22,5%. Đấy. Thế thôi nhá. 56. Ui tuyệt vời. 56. Biết rằng hydrocarbon chỉ chứa liquid hydrocarbon no chỉ chứa liquid đơn, hydrocarbon không no chứa liquid bội, thơm, vòng. Rồi. Người ta gì đây? Người ta cho mấy chất này. Đào gì đây? Nhận định nào sau đây không đúng? Câu A này. Số hydrocarbon bằng 5. Hydrocarbon là chỉ chứa C và H thôi các em nhé. Thằng này loại luôn này. Thằng này loại luôn này. Vì nó có chứa CL. Thằng này cũng loại này. Vì nó có chứa O. Thằng này cũng loại này. Thằng... ấy, hết rồi. Như vậy nó có một thằng, hai thằng, ba thằng, bốn thằng, năm thằng, đúng. Câu C này cũng bị thiếu đáp án này các em này. Số hydrocarbon no bằng, thầy viết thiếu đấy các em nhé. No là chỉ chứa những cái đơn thôi, chỉ chứa những cái đơn thôi. Đây thầy gạch mấy thằng này đi cho. Chỉ chứa những cái đơn thôi. Cái thằng đây thầy đánh số nhé, một này, hai này, 3 này, 4 này, 5 này. Cái thằng số 3 không được vì thầy viết lại này. Đấy, thầy viết lại này. Nó có liên kết đôi này các em. Đúng không? Đây người ta nói rõ này. Hydrocarbon no chỉ chứa liên kết đơn thôi. Đúng không? 4 này cũng không được, 4 này, 4 thầy viết lại này. Cũng không được, nó có liên kết 3, đúng không? 5 cũng không được. 5 là thằng này. Đấy. Đấy. Nó chứa liên kết đôi đấy, ba liên kết đôi đúng không? Không được. Như vậy là hydrocarbon no chỉ có thằng 1 này và thằng 2 thôi. Bằng 2. Đấy, còn không biết C đúng hay sai. Số dẫn xuất hydrocarbon là 3. Đúng rồi, đây, mấy thằng gạch đi này. Là 3, đúng. Số hydrocarbon không no bằng 3. Đúng, thằng 3, thằng 4, thằng 5. Vậy đáp án là C rồi. Ở đây người ta bảo số hydrocarbon no bằng bao nhiêu thì chưa biết nhá. Chưa biết, thầy viết thầy khi thầy copy vào đây thì nó bị thiếu các em ạ, nó bị mất. Được chưa?
Câu 57 này. 57. Một chất như trên màn hình, các em đừng quan tâm chất này là chất gì, được tách ra từ hoa cúc, có công thức sau. Phổ hồng ngoại của thằng thằng này nó có 5 tín hiệu, một tín hiệu nằm trong khoảng này. Đấy. Một tín hiệu nhỏ hơn 3.000 và một tín hiệu khoảng như này. Được chưa? Rồi, thì nhiệm vụ của các em là phải xác định xem là cái nhóm chức. Ở đây thầy quên ghi quên 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 ghi câu hỏi vào. Nhiệm vụ của các em là phải xác định cái nhóm chức COOH này, nhóm chức axit này. Đấy, axit này. Đấy. Nó có các tín hiệu nào? Các tín hiệu ở dưới đây là đặc trưng của thằng axit này. Đúng không? Đúng không? Thì ở đây axit này nhá, COOH. Các thầy dạy rồi đúng không? Thầy có đăng một video về phổ hồng ngoại nâng cao rồi đấy. COOH nó có hai peak là CNRO và OH của axit. CNRO này nó nằm trong khoảng 16 17 1740 đến 1670. Đấy. Còn OH của axit này nó nằm trong khoảng từ 3300 đến 2500. Được không? Như vậy à, khi người ta cho pick này thì các em biết được luôn là cái thằng này, đây, hai pick của axit đây. Đấy, hai pick này là hai pick của axit. Còn các pick còn lại thì nó không phải của thằng COOH đâu các em nhé. Nó sẽ là các tín hiệu của các pick khác, của các liên kết khác. Còn đấy là liên kết gì thì tạm thời chúng ta chưa cần quan tâm. Được chưa? Cái phổ ngoại này nhá, phổ ngoại này các em phải xem lại cái bài phổ hồng ngoại nâng cao ấy, thầy đăng lên rồi đấy. Các em phải xem thật kỹ bài đấy nhá thì mới làm được câu 57 này. Thì các em mới hiểu được. Đó. Rồi. 58. 58. Vitamin C có phần trăm như kia. Rồi, quá dễ. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ở đây nhá, người ta cho CH và O thì vậy thì gọi công thức là CX HI OZ đúng không? Tỷ lệ X chia Y chia Z nó sẽ bằng phần trăm khối lượng của C chia 12 chia cho phần trăm khối lượng của H chia 1 chia cho phần trăm khối lượng của O 16. Thay vào thôi. Là 40,92 phần 12 chia cho 4,58 trên 1 chia cho 54,5 phần 16. Đấy. Bằng 40,92 chia 12. 3,41 chia cho 4,58 chia cho 54,5 chia 16 là 3,4. Rồi rút gọn thôi. Lấy tất cả chia nhỏ nhất, đây nhỏ nhất là 3,4 đây. 3,4 chia trình nó là 1. 4,58 chia 3,4 nó là 1,34 chia cho 1. Đấy. Thì đến đây các em phải 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 tìm được tỷ lệ số nguyên. Thế tìm tỷ lệ số nguyên thế nào đây? Tìm tỷ lệ số nguyên thế nào đây? Đúng không các em? Ở đây nhá, thì cái 1,34 này các em phải viết được nó là phân số bao nhiêu. 1,34 các em phải viết được nó là phân số bao nhiêu. 1,34 này nó chính là 4 phần 3 đấy các em. Bạn nào giỏi toán thì các bạn mới 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 nhẩm ra được. Còn bạn nào chưa giỏi toán thì chịu khó nhé, chịu khó suy nghĩ một tí. 1,34, 1,33 các thứ. Nó chính là 4 phần 3 đấy các em. Cái này vẫn là 1. 1 đúng không? Nhân 3 lên nó sẽ là 3 chia 4 chia 3. Đấy. Như vậy tỷ lệ là 3 chia 4 chia 3. Như vậy à, công thức đơn giản nhất. C3H4O3 đúng không? Còn công thức phân tử nó sẽ là C3H4O3 tất cả n lần. Đúng chưa? N lần. Đúng chưa?
Thế tìm N này dựa vào đâu? Tìm N và dựa vào cái 176 này, dựa vào cái phổ khối này các em này. Nhá. Thì ở đây bên trong ngoặc là bao nhiêu đây? 12 nhân 3 cộng 4 cộng 16 nhân 3 là 88. Là 88N bằng 176. Đấy, suy ra N bằng 2. Được chưa? Như vậy công thức phân tử nó sẽ là C6H8O6. Đây là công thức của thằng vitamin C, công thức phân tử. Được chưa? 59 này. 59 người ta cho chất X. X không chứa nhóm chất nào sau đây? Ừ. Đây là công thức cấu tạo khung phân tử, đúng không? Thì các em nhìn vào đây, các em có thể biết luôn thôi. Đây, nhóm OH này, alcohol, đúng không? Alcohol. NH2, amin. Đúng không? Còn đây nhá, đây là COOH nhé các em nhá. Đấy, đây là C này. C đấy, COOH đấy. Carboxylic acid. Đấy, thấy chưa? Vậy đáp án là gì? Nó không chứa nhóm chức. Nó không chứa nhóm chức aldehyde. Được chưa? Cái thằng carboxy này nó chính là carboxylic acid đấy các em. Rồi, 60. Ui, tuyệt vời. Người ta cho một oleum có công thức như trên màn hình. Rồi. Cho thằng oleum này vào nước thì viết luôn phương trình H2SO4 ngậm NSO3 cộng nước. Nó sinh ra là H2SO4. Đúng không? Cân bằng thôi, KN cộng 1 KN. Đấy. Được 100 ml. Ok. Rồi người ta lấy 50 ml. Đấy, người ta lấy một nửa nhé các em nhé. Lấy một nửa đi thôi. Để phản ứng với NaOH thì người ta cho thằng H2SO4 này vẫn là thằng này nhá. Cộng với cả NaOH sinh ra Na2SO4 cộng nước. Đấy, được chưa? Rồi, số mol NaOH là 0,4. Đây này, 0,2 nhân với 2 là 0,4 này. Như vậy thằng này sẽ là 0,2. Đúng không? Như vậy trên này là 0,2. Cũng là 0,2 thôi. Tuy nhiên nhá, tuy nhiên 0,2 này là nó ở 50 ml. Đúng không? Đây này, 50 ml. Còn ở 100 ml thì thằng này sẽ là 0,2 nhân 2. Được chưa? Là 0,4. Như vậy số mol của oleum sẽ là 0,4 trên N cộng 1. Đúng nhỉ? Rồi, tìm N thôi. Tìm N thôi. 0,4 trên N cộng 1 nhân với cả M lớn của thằng này. H2SO4 là 98 các em nhé. 98 cộng với cả SO3 này là 80 các em nhé. N nhân 80 bằng 33,8. Đấy, tìm N thôi. 0,4 trên x cộng 1 nhân với cả 98 cộng x nhân 80 bằng 33,8. Ui, đẹp luôn. N bằng 3. N bằng 3. Vậy suy ra công thức của oleum nó sẽ là H2SO4 nhân 3SO3. Đấy, đây là công thức của oleum. Được chưa? Rồi. Bây giờ ui giời. 2 tiếng để chữa cái đề cương này. Thế các bạn còn tiếc cái gì? Một like, một subscribe, một đăng ký cho thầy. Các bạn tiếc cái gì nữa? Thì ngồi 2 tiếng để thầy trước cái đề cương. Nhớ bấm like, bấm đăng ký, bấm chia sẻ đi nhá. Để thầy có động lực để làm các video tiếp theo. Được chưa? Rồi. Tạm biệt các em.